Xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube QK Audio. Cho đến tập ngày hôm nay thì mình phải nói một câu, đó là mình cực kỳ thương Nam Cung Thiên Ân mọi người ạ. Trước đây thì có yêu một cô gái, thế nhưng mà không biết là lý do vì sao mà cô ấy lại chê anh. Trước đây thì không chê, mà sau đó thì lại chê, sợ anh. Thì không hiểu lý do gì, thế là trái tim bị tổn thương. Cho đến bây giờ thì mãi mới có quên đi cô gái cũ, người yêu cũ. Thì gặp vợ mới thì vợ mới cũng lừa luôn. Sorry con chết. Cảm giác là tổn thương quá mọi người ạ. Mình nghĩ rằng là không thể nào mà tha thứ được. Và sau khi phát hiện ra sự thật thì ngay tập ngày hôm nay, Nam Cung Thiên Ân sẽ lên một kế hoạch. Kế hoạch đó như thế nào? Ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau lắng nghe diễn biến tiếp theo của tập ngày hôm nay nhé. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Tập 34. Thẩm Khắc vẫn chưa về, cô không ngủ được. Thẩm phu nhân lo lắng nói. Thẩm Khắc làm sao thế? Nam Cung Thiên Ân hỏi. Luyến Giao mãi không về, nó và Thẩm Tâm cùng đi tìm con bé. Thẩm phu nhân thở dài một tiếng. Sớm biết cái núi Thất Tinh gì đó nguy hiểm như vậy thì đã chẳng cho nó đi nữa. Phải đây, rõ ràng nó đến đây để nghỉ lễ, kết quả là như đến chịu tội. Lão phu nhân trách móc lườm Bạch Ánh An một cái. Bạch Ánh An vội nói. Cháu xin lỗi, đều là tại cháu không tốt. Cháu không nên đưa núi Thất Tinh vào trong kế hoạch. Điện thoại của thẩm phu nhân đột nhiên reo lên. Bà ấy nhanh chóng lấy điện thoại ra ấn nghe, tiếp sau đó sắc mặt nghiêm lại, bỏ điện thoại xuống, run run nói với mọi người. Thẩm Tâm nói Luyến Giao xảy ra chuyện rồi, đang cấp cứu ở bệnh viện nhân dân số 1 Liễu Thành. Cái gì? Mọi người kinh ngạc nhìn nhau hỏi. Đã xảy ra chuyện gì? Tại sao phải cấp cứu? Nói là tai nạn xe, rất nghiêm trọng. Sao lại bị tai nạn chứ? Bạch Ánh An đi tới kéo tay thẩm phu nhân, sốt ruột nói. Cô ơi, cô không nghe nhầm ấy chứ? Luyến Giao đã xuống núi từ sớm rồi mà, sao có thể... Cô cũng không biết. Thẩm Tâm không nói gì nữa cả. Mọi người đừng lo lắng quá, cứ để cháu đến bệnh viện xem thế nào đã. Nam Cung Thiên Ân nói rồi định xuống khỏi giường. Bạch Ánh An đi tới ngăn anh lại nói. Đại thiếu gia, cơ thể anh vẫn còn yếu, hay là để em với cô đi xem sao? Lão phu nhân cũng hùa vào nói. Phải đây, Thiên Ân à, cháu đừng có hành hạ mình, để cô chú cháu đi xem tình hình là được. Nam Cung Thiên Ân nghĩ một lúc, gật đầu đồng ý. Anh đảo mắt nhìn sang Bạch Ánh An, vừa vô tình vừa hữu ý rồi nói. Ánh An, Luyến Giao sao lại xảy ra tai nạn chứ? Em và Bạch Tình Nhiên không phải là cùng xuống núi với cô ấy sao? Bạch Ánh An sớm đã chuẩn bị phương án đối phó với mọi người, vội nói. Bọn em lúc xuống núi thì tách nhau ra rồi. Để mọi người không đưa ra thêm nhiều nghi vấn, Bạch Ánh An khoác tay thẩm phu nhân vừa đi ra ngoài vừa nói. Cô ơi, chúng ta mau qua đó xem đến nào đi, xem Phác Luyến Giao bị thương thế nào. Lúc vợ chồng nhà họ Thẩm và Bạch Ánh An ba người cùng chạy đến bệnh viện, Phác Luyến Giao đã được chuyển từ phòng cấp cứu sang phòng chăm sóc tích cực rồi. Vừa nhìn thấy hai anh em họ Thẩm, Bạch Ánh An lập tức chạy lên hỏi. Sao rồi? Luyến Giao sao lại bị tai nạn thế? Bị thương ở đâu? Thẩm Tâm nhìn sang Thẩm Khắc đang đau khổ ngồi ôm đầu trên ghế, rồi lại nhìn bố mẹ, nhỏ giọng nói. Bác sĩ nói chị dâu bị thương nghiêm trọng ở đầu, chân trái bị gãy, trước mắt vẫn chưa hết nguy hiểm đến tính mạng, hơn nữa sau này rất có thể sẽ bị liệt. Hả? Nghiêm trọng như vậy sao? Thẩm phu nhân đau khổ kêu lên. Bạch Ánh An thì đột nhiên lại cảm thấy vô cùng thất vọng. Tai nạn xe nghiêm trọng như thế mà không thể khiến cô ta chết ngay tại chỗ, đúng là ông trời không có mắt. Ban nãy lúc ngồi taxi xuống núi, rõ ràng cô ta nhìn thấy chiếc xe đó bị cháy thành đống sắt vụn. Lúc đó trong lòng cô ta còn vui sướng nghĩ rằng tai nạn nghiêm trọng như thế, Phác Luyến Giao chắc chắn sẽ bị cháy thành tro. Mặc dù bây giờ vẫn chưa hết nguy hiểm đến tính mạng, nhưng ngộ nhỡ cô ta sống sót thì sao? Đến lúc đó nhất định sẽ đứng ra chỉ điểm cô ta là hung thủ giết người nhỉ? Huống hồ Phác Luyến Giao liệt rồi, cũng chẳng có lợi gì cho cô ta, ngược lại càng dễ kích thích sự thù hận của người phụ nữ này,
khiến trận chiến giữa hai người càng ngày lửa hơn, càng tàn khốc hơn. Cô ta hít nhẹ một hơi, hỏi: Vậy bác sĩ có nói khả năng sống sót của cô ấy là bao nhiêu không? Cái này thì không nói. Thẩm Tâm lo sợ nói: Nghe nói là xe của chị dâu đâm vào vách đã bị lật, may mà không lâu sau đó có xe đi tới, trong thời gian ngắn nhất đã cứu chị ấy ra khỏi xe. Nếu không hậu quả thật không dám nghĩ tới. Lúc chị xuống núi nhìn thấy một cái xe bốc cháy, không ngờ lại là xe của Phác Luyến Giao. Bạch Anh An nói nhỏ. Lúc lên núi, Bạch Anh An lấy cớ đường lên núi thất tinh khó đi để thuê một chiếc xe Việt Dã ở chỗ nghỉ, nếu không sự việc cũng không tiến triển thuận lợi như thế. Không, như thế này vẫn chưa đủ thuận lợi. Cái cô ta muốn là Phác Luyến Giao phải chết. Cô ta đỡ Thẩm phu nhân ra ghế ngồi xuống rồi nói: Cô ơi, cô cũng đừng lo quá, em dâu sẽ khỏe lên thôi. Ừ, hy vọng là thế, Thẩm phu nhân nói. Nghe nói Phác Luyến Giao gặp tai nạn xe, Bạch Tinh Nhiên nghĩ ngay đến Bạch Gánh An. Lúc cô nói nghi vấn này ra, Bạch Gánh An tức giận suýt thì tát cô, phẫn nộ nói: Yêu cầu mày nói chuyện chú ý một chút, để người khác nghe thấy lại tưởng thực sự là do tao làm. Bạch Tinh Nhiên liếc cô ta: Tôi chỉ là muốn nhắc nhở chị, làm việc đừng có quá đáng quá, nếu không cuối cùng người thiệt là chị thôi. Cô biết Bạch Gánh An lòng dạ độc ác, nhưng không ngờ cô ta còn chẳng coi mạng người ra gì. Nếu như Phác Luyến Giao chết rồi thì cô ta chẳng phải sẽ trở thành hung thủ giết người sao? Cảm ơn, mày cứ lo cái thân của mày đi. Bạch Gánh An nói xong quay đầu đi xuống dưới nhà. Bạch Tinh Nhiên chần chừ không xuống tầng ăn sáng, không phải vì không đói mà là vì sợ nhìn thấy Nam Cung Thiên Ân. Mặc dù đã có thể xác nhận anh không phát hiện ra điều gì khác thường, nhưng dù sao tối qua cũng là cô cứu anh, đó là điều không nên nhất. Cô bần thần rất lâu mới đi xuống dưới. Nam Cung Thiên Ân vốn dĩ đã ăn xong bữa sáng, đến bệnh viện hoặc là đi nghỉ ngơi rồi. Không ngờ vừa đi đến cửa thang máy đã gặp phải anh. Nhìn thấy bóng dáng anh, cô theo bản năng giấu cổ tay ra sau, lễ phép chào hỏi anh: Chào buổi sáng, Thiên Ân thiếu gia. Động tác rất nhỏ của cô ấy vậy mà vẫn không thoát khỏi ánh mắt của Nam Cung Thiên Ân. Trong lòng anh âm thầm cười nhạo, sau đó dùng ánh mắt sắc bén liếc cô: Tối qua là cô cứu tôi sao? Đầu óc Bạch Tinh Nhiên trống rỗng, gật đầu: Trùng hợp tôi lại tìm thấy anh, có điều cũng không tính là cứu, dù sao cũng chẳng giúp được gì cho anh. Nhưng cô lại bị tôi cắn bị thương rồi. Nam Cung Thiên Ân đột nhiên đưa tay ra, túm lấy cổ tay bị thương của cô, giơ cao lên nhìn, quan sát vết thương. Nghe nói là cắn rất nghiêm trọng, lộ cả xương ra mà. Bạch Tinh Nhiên bị hành động đột ngột của anh làm cho giật mình, theo bản năng xoay cổ tay vùng vẫy, cười gượng thành tiếng nói: Không đến mức ấy đâu, với cả cũng không đau nữa rồi. Không sai, lần này cắn sâu và đau hơn hai lần trước. Qua một đêm tuy là có đỡ hơn, nhưng lúc này bị anh dùng lực nắm chặt, cảm giác đau đớn lại kéo đến. Đau đớn khiến thái dương cô toát ra một giọt mồ hôi lạnh. Cô rất muốn dậy ra khỏi tay anh, nhưng bất luận có vùng vẫy như thế nào cũng không thoát ra được. Thậm chí là trên miếng băng gạc đã thấm vết máu đỏ. Không phải Nam Cung Thiên Ân không nhìn thấy vệt máu trên miếng băng gạc, khóe miệng nở một nụ cười lạnh nhạt như không cười, bàn tay thả ra, nhìn cô nhanh chóng rụt tay về. Bất luận thế nào, tối qua cũng cảm ơn cô. Cậu cần cảm ơn, tôi đi xuống đây. Bạch Tinh Nhiên quay người đi xuống dưới. Đợi đã, Nam Cung Thiên Ân gọi cô lại. Bạch Tinh Nhiên dừng bước, quay đầu nhìn anh. Thiên Ân thiếu gia còn việc gì sao? Nam Cung Thiên Ân bước lên hai bước, lại đứng trước mặt cô, ánh mắt vẫn sắc bén đến đáng sợ. Luyến Giao bị tai nạn xe rồi. Toàn thân Bạch Tinh Nhiên lại cứng đờ. Anh nói vậy là có ý gì? Tại sao lại dùng giọng điệu đó nói chuyện với cô? Đã qua một đêm rồi, chẳng nhẽ cô còn không biết chuyện Phác Luyến Giao bị tai nạn xe sao? Còn gì anh phải nói với cô? Tôi biết rồi, tôi đang định đến bệnh viện thăm cô ấy đây, Bạch Tinh Nhiên nói. Tôi rất tò mò, cô cùng cô ấy xuống núi, tại sao cô ấy lại xảy ra chuyện? Tôi cũng không biết, là cô ấy nói với tôi anh mất tích, tôi mới quay trở lại lên núi,
Trong thời gian đó xảy ra những chuyện gì, đến giờ tôi vẫn thực sự không rõ lắm. Tối qua tỉnh dậy đã ở chỗ nghỉ rồi. Nam Cung Thiên An nhìn kỹ cô một lúc mới lạnh nhạt thốt ra một câu: nếu đã cùng xuống núi thì nên để mắt đến nhau chứ đúng không? Là anh đang trách cô không trông nom Phác Luyến Giao tốt, chỉ là trách móc thôi sao? Nếu thực sự là thế thì vẫn may. Bạch Tinh Nhiên âm thầm thở phào, cô sợ Nam Cung Thiên An sẽ nghi ngờ cô ra tay với Phác Luyến Giao. Là tôi không trông nom cô ấy cho tốt, xin lỗi. Cô ôm lấy cổ tay bị đau, cúi người với anh rồi quay người đi xuống dưới. Đằng sau, Nam Cung Thiên An nhìn theo bóng lưng cô rời đi, nụ cười lạnh như vô hình trên khóe miệng càng lúc càng sâu hơn, cho đến khi chạm tới khóe mắt. Xảy ra chuyện lớn như thế, không ai còn tâm trạng chơi bời nữa. Buổi chiều mọi người bắt đầu bắt xe về nhà, ngoại trừ Thẩm Khác và người nhà Phác Luyến Giao tạm thời chạy đến ở lại viện trông, tất cả mọi người đều về Châu Thành. Mặc dù Phác Luyến Giao là người ngoài, cho dù xảy ra tai nạn cũng không ảnh hưởng mấy đến nhà Nam Cung, nhưng việc bệnh của Nam Cung Thiên Ân tái phát lại khiến lão phu nhân sầu não vô cùng. Chị Hà thấy lão phu nhân thở ngắn than dài, rót cho bà ta một cốc trà, nhẹ nhàng an ủi: lão phu nhân, bà đừng lo, đợi qua vài ngày bệnh tình của Phác tiểu thư ổn định hơn thì chuyển về Châu Thành chỗ chị, chắc chắn sẽ khỏe lại thôi. Lão phu nhân nhận lấy cốc trà uống một ngụm, lắc đầu: không, tôi không lo cho nó, người tôi lo là Thiên Ân. Đại thiếu gia sao? Lão phu nhân đặt cốc trà xuống, ngẩng đầu nhìn chị ta nói: cô nói cho tôi biết, tháng này Thiên Ân phát bệnh mấy lần rồi? 3 lần rồi à? 3 lần. Lão phu nhân cười khổ: trước đây 1 tháng nhiều nhất là 2 lần, bây giờ còn chưa hết 1 tháng mà đã 3 lần rồi. Cô nói. Sắc mặt lão phu nhân đột nhiên nghiêm nghị hỏi: cô nói xem, liệu có khi nào liên quan đến mấy lời đồn kia không? Thiên Ân có khi nào thực sự không thoát được kiếp nạn này không? Không đâu lão phu nhân, nhất định là không. Chị Hà kiên nhẫn an ủi bà ta. Cuộc nói chuyện của hai người bị tiếng bước chân vang lên cắt ngang. Lão phu nhân nhìn Bạch Ánh An từ cửa đi vào, hỏi: Thiên Ân đâu? Không phải hai đứa cùng về sao? Bạch Ánh An đi tới, cung kính đáp: đại thiếu gia nói công ty có việc gấp nên đã đến công ty rồi ạ. Đã đến giờ tan tầm rồi còn đến công ty, nó cứ liều mạng như vậy, rốt cuộc là vì sao chứ? Lão phu nhân vừa nghĩ đến sức khỏe của Nam Cung Thiên Ân như vậy mà còn tăng ca, trong lòng đã thấy bực bội. Anh ấy cứ nhất quyết đòi đi, cháu cũng không khuyên được, Bạch Ánh An nói. Lão phu nhân nhìn cô ta, giọng điệu ôn hòa hơn nhiều, thậm chí còn mang chút bất lực, nói: Ánh An à, sức khỏe của Thiên Ân càng ngày càng kém, cô cũng thấy rồi đấy. Sau này giúp tôi khuyên bảo nó, đừng cứ mải lo công việc biết chưa. Lời tôi nói nó nghe nhiều rồi, không vào đầu nữa, nhưng lời cô nói đôi khi nó lại nghe. Bạch Ánh An cười khổ trong lòng, lời cô ta nói Nam Cung Thiên Ân sẽ nghe sao? Anh ta nghe lời Bạch Tinh Nhiên chứ không phải cô ta. Nhưng hiếm khi có dịp lão phu nhân dùng giọng điệu này để nói chuyện với mình, Bạch Ánh An trong lòng vẫn hơi bất ngờ. Cô ta gật đầu đáp ứng: bà nội, bà yên tâm, cháu sẽ từ từ khuyên bảo đại thiếu gia. Được, thương nó là tốt, đi lên nhà đi. Lão phu nhân xua tay với cô ta, Bạch Ánh An liền quay người đi lên tầng. Mãi đến khi về nhà, Bạch Tinh Nhiên mới thở phào. Cô quay người lại nhìn Lâm An Nam khẽ nói: chúng ta như vậy đã coi như là thoát được ai đó chưa? Lâm An Nam gật đầu, bước lên ôm lấy cô: đúng rồi, chúng ta đã thoát rồi. Mặc dù đã thoát được cửa ai đó, nhưng vừa nghĩ đến Phác Luyến Giao hôm nay vẫn chưa qua được cơn nguy kịch, biểu cảm trên mặt Bạch Tinh Nhiên lập tức nghiêm lại, đầy vẻ thương cảm nói: nhưng mà Luyến Giao lần này bị tai nạn thảm khốc quá, nghĩ thôi đã thấy. Cô không biết nên dùng từ gì để diễn tả. Em thương cô ta, đã quên cô ta tính kế em suốt cả quãng đường sao? Dù gì cũng là mạng người mà, Bạch Tinh Nhiên nghĩ một lúc nói: nhưng mà tôi vẫn không hiểu, cô ấy nói với tôi Thiên Ân thiếu gia mất tích, rốt cuộc là vì mục đích gì?
Lẽ nào cô ấy biết Thiên Ân thiếu gia sẽ phát bệnh mà tôi có thể tìm thấy anh ấy trùng hợp như vậy sao? Về vấn đề này cô vẫn nghĩ không thông. Lâm An Nam cũng nghĩ không ra tại sao Phác Luyến Giao lại biết Nam Cung Thiên Ân đi đường nào, hơn nữa còn biết anh sẽ phát bệnh. Mục đích của cô ta là lừa cả em và Bạch Ánh An lên núi cùng chứng kiến Nam Cung Thiên Ân phát bệnh, để Nam Cung Thiên Ân biết thật ra em mới là người thực sự biết cách chăm sóc anh ta, hơn nữa còn là người không sợ anh ta. Còn Bạch Ánh An, tôi nghĩ cô ta nhìn thấy cảnh tượng đó chắc chắn là sợ đến phát điên. Bạch Tinh Nhiên nghĩ một lúc gật đầu. Bạch Ánh An lúc trước có nói chị ta lần trước nhìn thấy quá trình phát bệnh của Nam Cung Thiên Ân, quả thật là sợ đến ngất xỉu. Thế thì đúng rồi, tôi nghĩ Phác Luyến Giao cũng từ lúc đó mà bắt đầu nghi ngờ. Lâm An Nam thở nhẹ một hơi. Đây là kết cục của việc lo chuyện báo động đấy. Ý là sao? Sắc mặt Bạch Tinh Nhiên đột nhiên nghiêm lại. Tai nạn của Phác Luyến Giao thực sự là do người làm sao? Tôi đoán thôi. Đoán? Bạch Tinh Nhiên đi đến trước mặt anh ta. Lâm thiếu gia, tôi hy vọng việc này không liên quan gì đến anh, bởi vì tôi không muốn gả cho anh rồi anh lại bị bắt đi đâu. Nghe thấy cô quan tâm đến mình, tâm trạng Lâm An Nam vui hẳn lên. Em yên tâm, tuyệt đối không liên quan gì đến tôi. Thật không? Thật. Lâm An Nam bóp mũi cô. Qua chục hôm nữa là tôi có thể trở thành chú rể của em rồi. Vào thời điểm quan trọng này, tôi nào dám hành động thiếu suy nghĩ chứ. Vậy thì tốt. Thật ra tôi cũng chỉ là đoán bừa thôi. Dù sao Bạch Ánh An vẫn luôn đối đầu với cô ta. Lâm An Nam khẽ thở dài, đổi chủ đề. Mà phải rồi, Tiểu Ý và mẹ em đâu? Không ở nhà. Ban nãy tôi gọi điện cho mẹ tôi rồi, bà ấy bảo đi chơi, lát nữa sẽ về. Bạch Tinh Nhiên lơ đễnh trả lời. Tâm trí của cô vẫn đang đặt ở vụ tai nạn xe của Phác Luyến Giao. Mặc dù Phác Luyến Giao là một mối đe dọa rất lớn đối với cô, nhưng vừa nghĩ đến vụ tai nạn xe của cô ta rất có thể là do Bạch Ánh An sắp đặt, cô lại lạnh cả người. Vừa thương xót cho Phác Luyến Giao, cô vừa nghĩ bản thân ngày nào đó liệu cũng có chết giống như vậy không. Dù sao đối với Bạch Ánh An mà nói, cô bây giờ cũng là một mối đe dọa, mà lòng dạ độc ác của Bạch Ánh An, cô bây giờ cũng coi như được mục sở thị rồi. Từ sau khi ở khu nghỉ dưỡng về, mọi việc đều có vẻ rất êm ả. Bạch Ánh An thậm chí còn không hề cảm nhận được Nam Cung Thiên Ân đối với mình có gì khác. Tối nay về nhà mẹ đẻ chúc mừng. Buổi tối gần đến giờ Bạch Ánh An về, Hứa Nhã Dung dặn dò cô ta. Phác Luyến Giao đó ngày nào còn chưa chết, con không được buông lòng cảnh giác đâu, biết chưa? Mẹ, con biết rồi. Bạch Ánh An cười khanh khách nói. Dù sao con thấy cô ta nhất thời sẽ chưa tỉnh lại được đâu. Nếu như cô ta dám tỉnh lại, con sẽ cho cô ta chết thêm một lần nữa. Sợ gì cô ta chứ? Cái đó không nói trước được. Hứa Nhã Dung than thở. Giết người nguy hiểm lắm. Lần này mẹ có thể làm xe bốc cháy hủy đi chứng cứ, khiến cảnh sát không tìm được manh mối. Lần sau chưa chắc là may mắn như vậy đâu. Được rồi, không nói nhiều nữa. Mẹ, con về trước đây. Bạch Ánh An đi đến bên xe, mở cửa bước lên xe. Hứa Nhã Dung nhìn như nhớ ra điều gì đó, liền hỏi. Mà phải rồi, Nam Cung Thiên Ân dạo này thế nào? Vẫn tốt à? Nhưng đối xử với con vẫn lúc nóng lúc lạnh. Bạch Ánh An không để tâm bĩu môi. Con nghĩ tính cách của anh ấy chính là như vậy. Không sao đâu, chỉ cần anh ấy đối xử tốt với con là được. Thế buổi tối các con... Mẹ, Bạch Ánh An hờn dỗi lườm mẹ cô ta một cái. Làm gì có ai từ sáng đến tối cứ hỏi chuyện đó thế. Mẹ quan tâm con mà. Nói với con bao nhiêu lần rồi, con cái mới là bùa hộ mệnh tốt nhất của con. Hứa Nhã Dung nói có vẻ không hài lòng. Bạch Ánh An nghĩ một lúc. Đại thiếu gia mấy hôm nay hay về nhà? Tối nay con thử xem sao. Nói rồi cô ta cười ngượng ngùng. Con về đây. Bao giờ bố về, mẹ chào bố hộ con nhé. Ông ấy à? Mấy hôm nay cũng không biết bận cái gì mà bận như điên, cả ngày không thấy đâu. Bố con làm việc lớn mà, mẹ đừng có oán trách nữa.
Bạch Ánh An cười gạt phanh tay xuống, lái xe đi ra phía cửa chính. Từ sau khi Bạch Ánh An ra khỏi nhà Bạch, không hề về thẳng nhà Nam Cung, mà rẽ vào một cửa hàng đồ hiệu ở trung tâm thương mại thành phố, mua một đồ lót gợi cảm. Nhìn bộ đồ nhỏ màu đen, Bạch Ánh An tủm tỉm cười. Không có con quỷ cái vác đến giao đó giở trò, chuyện của đứa bé cũng qua rồi, tối nay chắc sẽ không còn lý do gì để thất bại nữa nhỉ. Cô ta vui vẻ trở về tầng 2 của nhà Nam Cung, vừa hay gặp Nam Cung Thiên Ân cầm giấy tờ ra khỏi phòng làm việc, bộ dạng giống như chuẩn bị ra ngoài. Cô ta bước vội lên đón, nhìn anh hỏi. Đại thiếu gia, sắp đến giờ ăn cơm rồi, anh lại đi ra ngoài sao? Ừ, có chút việc gấp. Vậy tụi anh có về không? Nam Cung Thiên Ân dừng bước chăm chú nhìn cô ta. Anh An, có muốn ra ngoài ở không? Hả? Ra ngoài ở? Ừ, chỉ hai chúng ta thôi. Chỉ hai người thôi? Đáy mắt Bạch Ánh An lóe lên nét hưng phấn. Mặc dù cô ta luôn cảm thấy bản thân nên ở lại nhà Nam Cung làm thiếu phu nhân, nhưng tình hình bây giờ khác rồi. Cô bây giờ sốt ruột muốn có một đứa con để củng cố thân phận. Nếu như cùng Nam Cung Thiên Ân ở riêng chỉ có hai người, có rất nhiều việc làm sẽ tiện hơn, tình cảm với Nam Cung Thiên Ân cũng có thể được bồi đắp. Được ạ, chúng ta đến chung cư ở sao? Cô ta cười khanh khách. Đợi cô ta có thai rồi lại trở về căn biệt thự này cũng chưa muộn, cô ta nghĩ vậy. Không, ở chung cư thiệt thòi cho em quá. Chúng ta ở biệt thự ven núi nhé. Nam Cung Thiên Ân vẫn cười dịu dàng. Thật ra chỉ cần có thể ở cùng anh, em ở đâu cũng vui. Hơn nữa căn chung cư ở bên đó cũng không tệ. Bạch Ánh An ngoài miệng thì nói như vậy, nhưng trong lòng thì vui sướng lắm. Biệt thự ven núi là khu giàu có sang trọng nổi tiếng nhất châu thành. Nhà họ Bạch của cô ta vẫn luôn muốn mua một căn nhưng lại tiếc tiền. Không ngờ nhà Nam Cung lại có bất động sản ở ven núi. Hơn nữa Nam Cung Thiên Ân còn định dẫn cô ta qua đó ở riêng. Thế em đi thu xếp đồ đạc đi, bảo chú Vương đưa em qua đó, nhân tiện tham quan nhà bên đó xem có thích không. Nam Cung Thiên Ân nhẹ nhàng đưa bàn tay vuốt nhẹ qua mấy sợi tóc của cô ta, dịu dàng vô cùng. Bạch Ánh An gật đầu. Vâng. Vậy anh đi làm việc đã. Nam Cung Thiên Ân bỏ bàn tay ra khỏi tóc cô ta. Lúc đi ngang qua người cô ta, nụ cười trên gương mặt ngay lập tức trở nên lạnh lùng. Bạch Ánh An đã từng cùng bố đến khu biệt thự ven núi xem nhà, cũng biết cơ bản tình hình bên đó. Trong đó có một căn diện tích lớn nhất, thiết kế lộng lẫy nhất, thậm chí còn có giá hơn 200 triệu tệ, cao đến mức bố cô ta chỉ có thể thèm nhỏ dãi. Cô ta cho rằng với thực lực của nhà Nam Cung, nếu như muốn mua một căn nhà, nhất định sẽ lựa chọn căn đắt nhất tốt nhất. Cho dù không chọn căn đó thì chắc cũng phải chọn mấy căn đẳng cấp thứ hai, như vậy mới phù hợp với thân phận nhà Nam Cung chứ đúng không? Thiếu phu nhân, đến nơi rồi. Lão Vương nhìn cô ta qua gương chiếu hậu, nhắc lần thứ hai. Bạch Ánh An đánh giá căn biệt thự ven núi diện tích nhỏ nhất này, thiết kế tầm thường nhất, vị trí và môi trường xung quanh kém nhất, cảm giác không dám tin hỏi. Chú Vương, là ở đây sao? Chú đi sai không? Chính là chỗ này, tôi thiếu phu nhân. Lão Vương gật đầu, sau đó xuống xe giúp cô ta mở cửa xe. Bạch Ánh An bước ra khỏi xe, đứng trước căn biệt thự nhỏ này, thẫn thờ rất lâu vẫn không định thần lại được. Mãi đến khi điện thoại reo lên, cô ta mới hoàn hồn lại từ sự khó hiểu và kinh ngạc. Cầm điện thoại liếc nhìn số điện thoại bên trên xong, cố gắng ổn định lại cảm xúc rồi mới bấm nút nghe. Đến nơi chưa? Đầu bên kia điện thoại truyền đến giọng nói dịu dàng của Nam Cung Thiên Ân. Bạch Ánh An khó khăn nở một nụ cười. Đến rồi, vừa mới đến. Nhưng mà... Sao thế? Đại thiếu gia, anh mua căn biệt thự số 10 ạ? Không phải là mua, mà là thuê. Nam Cung Thiên Ân cười rõ hơn. Anh vốn định để em ở biệt thự số 1, nhưng sau đó lại nghĩ biệt thự số 1 to quá, sợ em ở đó trống trải. Dù sao em cũng không quan tâm ở căn nhà nào mà, nên cứ thuê căn nhỏ một chút thôi. Em... Bạch Ánh An há miệng cứng lưỡi, không nói nên lời. Hóa ra biệt thự số 1 đúng là của nhà Nam Cung, to quá sẽ trống trải sao? Cô ta không thấy trống trải chút nào, hiểu không? Ban nãy cô ta chỉ làm bộ làm tịch mới nói mấy câu như thế, không ngờ Nam Cung Thiên Ân lại coi là thật.
Sao thế? Không thích căn đó à? Nam Cung Thiên Ân thấp giọng hỏi. Bạch Ảnh An cắn răng, lắc đầu vẫn giữ nụ cười. Không, em thấy rất đẹp, rất tinh tế. Vậy thì tốt, em tự chăm sóc mình, nghỉ ngơi sớm đi. Anh cúp máy đây. Đại thiếu gia, tối nay mấy giờ anh về? Vấn đề của Bạch Ảnh An vẫn chưa hỏi xong, Nam Cung Thiên Ân ở đầu dây bên kia đã cúp máy rồi. Nghe thấy tiếng tút tút vang lên ở đầu dây bên kia, cô ta bực mình rút điện thoại xuống, lại nhìn căn biệt thự nhỏ tinh tế trước mặt. Căn nhà này chỉ hợp mấy ông chủ chẳng có mấy tiền nhưng lại thích làm màu. Không ngờ Nam Cung Thiên Ân lại để cho cô ta ở đây, còn không bằng ở trong chung cư ven sông. Cô ta tham quan một vòng căn nhà. Cô ta đã ở quen nhà to, thực sự hơi coi thường kiểu nhỏ này. Nhưng việc đến nước này rồi, cô ta cũng chỉ đành chấp nhận. Cuối cùng cô ta về phòng ngủ. Sau khi tắm xong thì tựa vào giường xem TV, đợi Nam Cung Thiên Ân về. Đợi đến khuya cũng không đợi được Nam Cung Thiên Ân về, cuối cùng nằm xuống giường tiếp đi. Cách lễ cưới ngày càng gần, Bạch Tinh Nhiên cũng dần trở nên bận rộn. Hôm nay mới sáng ra, Lâm An Nam đã gọi điện hẹn cô đến khách sạn chọn bánh gato. Cô đồng ý, về phòng ngủ thay quần áo xong. Lúc ra cửa, ánh mắt vô thức dừng ở cánh cửa nhà bên cạnh. Từ sau khi về từ khu nghỉ dưỡng, Nam Cung Thiên Ân không ở đây nữa. Trong lòng cô thế mà lại hơi buồn. Cô bị cảm giác của mình làm cho hết hồn. Còn một tuần nữa là cô sẽ kết hôn với Lâm An Nam rồi, thế mà còn có cảm giác này với Nam Cung Thiên Ân, thực sự là không nên. Cô hít ra một hơi, sau khi khóa cửa thì đi về phía thang máy. Bánh gato 5 tầng, trông vừa chất lại vừa đẹp. Đặc biệt là cặp đôi hình người bên trên vô cùng đáng yêu. Bạch Tinh Nhiên chỉ nhìn một cái đã thích ngay. Em cảm thấy thế nào? Lâm An Nam hỏi. Rất đẹp. Vậy chọn nó đi. Được. Bạch Tinh Nhiên gật đầu. Sau khi chọn xong bánh gato, giám đốc khách sạn vừa tiễn hai người ra cửa vừa cười tủm tỉm nói. Màu bánh này là loại hàng đắt nhất trong khách sạn của chúng tôi. Bà Lâm tinh mắt quá. Bà Lâm, xưng hô xa lạ quá. Bạch Tinh Nhiên bỗng có cảm giác hơi không quen. Lâm An Nam thì lại rất hài lòng với cách gọi này của giám đốc khách sạn, giơ tay kéo Bạch Tinh Nhiên vào lòng rồi nói. Cảm ơn giám đốc Hoàng, hôm cưới nhất định sẽ cho ông một bao lì xì to. Thật à? Vậy thì cảm ơn Lâm thiếu gia nhé. Giám đốc Hoàng ngay lập tức mừng như nở hoa. Không cần cảm ơn, vất vả cho ông rồi. Lâm An Nam cười cúi đầu nói với Bạch Tinh Nhiên. Đi thôi, chúng ta lại đi xem lễ phục sửa xong chưa. Được. Bạch Tinh Nhiên cười gật đầu. Lúc đang định lên xe ra về cùng anh ta thì lại bị một chiếc xe đi từ phía trước đến chặn đường. Xe dừng trước mặt hai người. Trợ lý Nhan bước ra từ ghế lái, sau đó mở cửa hàng ghế sau. Thiên Ân thiếu gia, đến khách sạn Ánh Dương rồi. Nam Cung Thiên Ân đương nhiên biết là đến rồi. Anh không những biết mà còn nhìn thấy Lâm An Nam và Bạch Tinh Nhiên ôm ấp cùng đi ra từ bên trong. Anh gập văn kiện trong tay, chân phải thon dài bước ra ngoài. Bốn mắt nhìn nhau, không khí giữa cả hai như ngưng động trong chốc lát. Bạch Tinh Nhiên biết Nam Cung Thiên Ân thỉnh thoảng sẽ thuê phòng hội nghị của khách sạn Ánh Dương để đón tiếp khách nước ngoài, nhưng không ngờ lại trùng hợp như thế. Không ngờ hôm nay cũng đến đây. Anh họ, trùng hợp thật. Anh đến đây để họp à? Lâm An Nam bất giác ôm chặt vai Bạch Tinh Nhiên, trên mặt là nụ cười ôn hòa. Hai từ trùng hợp dường như trở thành lời mở đầu mỗi lần họ gặp nhau. Còn Nam Cung Thiên Ân cũng như mọi lần mỉm cười lịch lãm với anh ta. Trùng hợp ghê. Trợ lý Nhan ngẩng đầu nhìn Nam Cung Thiên Ân một cái. Thì ra đây mới là mục đích anh đến đây họp trước một ngày. Có cần phải thế không? Đúng rồi anh họ, vết thương của Phác tiểu thư thế nào rồi? Lâm An Nam hỏi vì phép lịch sự. Vấn đề này chính là vấn đề Bạch Tinh Nhiên vẫn luôn muốn biết. Nhưng cô không hiểu tại sao Nam Cung Thiên Ân lại chuyển mắt sang cô vào lúc này, hơn nữa còn trả lời rõ từng chữ một. Tôi nghe Thẩm Khắc nói sáng nay cô đã tỉnh rồi, hơn nữa đã vượt qua nguy hiểm tính mạng. Lâm An Nam giật mình. Phác Luyến Giao tỉnh rồi, vậy có phải có nghĩa là kế hoạch của Bạch Cảnh An thất bại rồi không? Nếu Bạch Cảnh An thất bại, vậy anh ta và Bạch Tinh Nhiên đương nhiên cũng sẽ bị liên lụy. Mặc dù anh ta không chủ động giết Phác Luyến Giao, nhưng trong tiềm thức anh ta vẫn hy vọng lần này cô ta đừng bao giờ tỉnh lại nữa. Còn Bạch Tinh Nhiên thì không dành mà nghĩ xem Phác Luyến Giao tỉnh lại thì sẽ tạo thành tổn thất gì với mình. Cô chỉ biết lúc này ánh mắt của Nam Cung Thiên Ân rất kỳ lạ, dường như có thể chiếu vào tâm hồn của người khác. Rốt cuộc anh đang nghi ngờ cô
hay trách cô không chăm sóc tốt cho Phác Luyến Giao, hy vọng là về sau. Nhưng bác sĩ nói cô ấy mất trí nhớ rồi, không nhớ được gì hết. Mãi một lúc, Nam Cung Thiên An đột nhiên bổ sung một câu, ánh mắt nhìn Bạch Tinh Nhiên mơ hồ khó đoán. Nghe thấy câu này của anh, Lâm An Nam thầm thở phào. Thế còn được. Sau khi Nam Cung Thiên An nói xong câu này thì nhấc chân đi vào khách sạn. Trợ lý Nhan nhanh chân đeo sau. Sau khi cùng Nam Cung Thiên An vào thang máy mới nhìn anh hỏi, Thiên An thiếu gia, sao anh lại muốn lừa họ là Phác tiểu thư mất trí nhớ rồi? Nam Cung Thiên An trầm ngâm mấy giây mới khẽ nói, để thiên hạ tái bình. Đến giờ sau khi Nam Cung Thiên An đi ngang qua mình, Bạch Tinh Nhiên mới lặng lẽ thở phào, sau đó như nhớ ra cái gì đó. Vừa nãy Thiên An thiếu gia nói gì? Phác Luyến Giao thế nào rồi? Tỉnh rồi, nhưng mất trí nhớ rồi, Lâm An Nam nói. Mất trí nhớ rồi? Sao lại bị va nghiêm trọng như vậy chứ? Cô khẽ lẩm bẩm. Như vậy không phải là rất tốt sao? Lâm An Nam mở cửa xe để cô lên xe, còn mình cũng lên xe từ bên kia, rồi nắm tay cô cười khẽ nói, như vậy thì sau này sẽ không có ai có thể cản trở em nữa. Bạch Tinh Nhiên nhẹ nhàng rút tay ra khỏi lòng bàn tay anh ta, nói, mặc dù cô ấy cứ cản trở tôi, nhưng tôi vẫn không mong thấy cô ấy bị hành như vậy. Em đó, quá hiền. Lâm An Nam rút tay về, bắt đầu khởi động xe. Bạch Tinh Nhiên khẽ tiếp lời, đúng thế, cho nên tôi luôn bị tổn thương, khiến cuộc đời mình rối tinh rối mù. Kiếp sau tôi cũng muốn làm một người phụ nữ mưu mô, thủ đoạn độc ác. Nếu không phải vì tính cách yếu ớt của bản thân thì Bạch Ánh An sao dám làm vậy với cô chứ. Lâm An Nam nghe thấy cô nói vậy thì lắc đầu, không, em đừng có trở thành kiểu phụ nữ đó. Tôi còn định kiếp sau lấy em tiếp mà. Câu này nghe rất cảm động. Bạch Tinh Nhiên nhìn anh ta một cái, sau khi mỉm cười thì không nói gì nữa. Bạch Ánh An không thể nào ngờ được thế giới hai người cực kỳ tốt đẹp trong tưởng tượng thế mà lại thành một mình cô ta ở đây. Vào ở đã được 4 ngày rồi, nhưng Nam Cung Thiên An lại chưa từng lộ diện, càng khỏi phải nói đến việc về ở. Hứa Nhã Dung lúc nghe thấy tiếng khóc than trong điện thoại của con gái thì cũng không tin tưởng Nam Cung Thiên An sẽ quẳng cô ta ở một biệt thự, trang thiết bị đều chẳng ra làm sao lắm. Đến tận khi tận mắt nhìn thấy mới nghiến răng nghiến lợi nhả ra một câu, quá đáng thật. Mẹ, mẹ nói xem, anh ấy rốt cuộc có ý gì? Bạch Anh An buồn bực lẩm bẩm, biết thế thì con ở nhà tổ còn hơn. Vậy con không gọi điện hỏi cậu ta mấy hôm nay bận cái gì à? Sao không về với con? Con gọi rồi, anh ấy toàn nói là mình bận nên hồi công ty, mấy hôm nữa sẽ đến với con, Bạch Anh An nói. Nghe thấy cô ta nói như vậy, cơn giận trong lòng Hứa Nhã Dung cuối cùng cũng giảm bớt, rồi nói, chỉ cần cậu ta không làm gì linh tinh ở bên ngoài là được. Nhưng mẹ vẫn không hiểu, việc gì mà cần cậu ta bận đến mức không có thời gian về nhà ngủ với vợ một đêm. Không biết nữa, anh ấy dạo này đang thu mua một công ty lớn cho nên khá là bận. Bạch Ánh An đột nhiên cười hì hì. Nhưng mà anh ấy đã nói với con, mấy hôm nữa sẽ tặng cho con một món quà siêu to. Thật à? Quà gì thế? Hứa Nhã Dung bị cô ta khơi gợi hứng thú, tò mò hỏi. Bạch Ánh An lắc đầu, hào hứng nói, anh ấy nói muốn cho con một niềm vui bất ngờ. Nếu cậu ta nói như vậy thì chứng minh trong lòng cậu ta vẫn có con. Con cũng không biết nữa, không hiểu nổi anh ấy. Bạch Ánh An bất lực thở dài. Hứa Nhã Dung nghe thấy là quà to thì trong lòng đã hoàn toàn không còn tức giận nữa, ngồi xuống cạnh Bạch Ánh An dặn dò cô ta, như con nói thì trong lòng Nam Cung Thiên An vẫn khá là để ý đến con. Có lẽ thực sự là công việc bận quá cho nên con phải tự chủ động rồi. Chủ động kiểu gì? Anh ấy còn chẳng về nhà. Còn ấy à? Quen làm tiểu thư thiên kim rồi, không biết phải lấy lòng đàn ông thế nào. Đàn ông đều thích phụ nữ lẳng lơ trên giường, xuống giường thì lại là thục nữ. Tốt nhất là ra được phòng khách, vào được phòng bếp. Dù sao thì con ở nhà cũng chán, hôm nào học làm bữa cơm thịnh soạn cho cậu ta, thêm hai chén vang đỏ cho lãng mạn, dỗ cậu ta vui thì cậu ta nữa không làm gì con sao? Mẹ không tin.
Nhưng mà nấu ăn khó lắm, con không biết. Nếu không biết thì tìm một đầu bếp đến giúp con nấu sẵn đồ ăn là được rồi. Hứa Nhã Dung cười mập mờ. Nếu có thể thêm một chút đồ trong rượu thì càng hoàn hảo. Không được đâu, người tinh danh như Nam Cung Thiên Ân không thể nào không nhận ra trong rượu có bỏ thêm đồ. Bạch Ngạn An lắc đầu nói. Vậy thì phải xem bản lĩnh của con rồi. Bạch Ngạn An nghĩ một lúc, dù thế nào cũng thấy không thể làm được, nhưng nếu không thử thì sao biết được chứ. Thẩm Khắc ở bệnh viện với Vác Luân Giao, Thẩm Tâm ở trường trở về. Mấy ngày liền, trên bàn cơm vốn náo nhiệt chỉ còn lại hai người Lã Phu Nhân và Nam Cung Thiên Ân. Náo nhiệt lâu rồi đột nhiên trở nên yên tĩnh, đến cả Lã Phu Nhân cũng cảm thấy hơi không quen. Bà ta ngước mắt nhìn Nam Cung Thiên Ân đang vùi đầu ăn cơm, nói: Ánh Ngàn về nhà mẹ đẻ ở lâu thế, định bao giờ thì về? Nam Cung Thiên Ân ngước mắt nhìn bà ta, cười khẽ nói: Bà nội chẳng phải vẫn luôn không thích cô ấy sao? Sao tự nhiên lại hỏi cô ấy bao giờ về? Bà cũng chỉ hỏi như vậy thôi. Lã Phu Nhân cúi đầu ăn cơm. Để cô ấy ở ngoài đi, Nam Cung Thiên Ân nói. Để cô ta ở trong nhà này chỉ làm bẩn chỗ của anh. Đúng rồi, Luyến Giao thế nào rồi? Lã Phu Nhân hỏi. Thẩm Khắc nói đã tỉnh táo rồi, nhưng tâm trạng vẫn không ổn định. Hôm nay đã chuyển về bệnh viện Hồng Ân rồi, Nam Cung Thiên Ân nói. Lã Phu Nhân gật đầu, ngẩng đầu nói với chị Hà ở bên cạnh: Lát nữa cô đến bệnh viện thăm nó đi, đưa cho nó chút đồ bổ. Đừng để người ta nghĩ nhà Nam Cung chúng ta không có tình người. Vâng, Lã Phu Nhân, chị Hà đáp. Thôi, để cháu đi, Nam Cung Thiên Ân đáp. Đợi tâm trạng cô ấy ổn định thêm một chút, cháu sẽ đích thân đi. Chẳng phải cháu bận sao? Bảo anh An đi là được, Lã Phu Nhân nói. Vác Luyến Giao với Nam Cung Thiên Ân mà nói chẳng qua chỉ là một người ngoài, bà ta đương nhiên không muốn Nam Cung Thiên Ân đích thân đến viện thăm cô ta. Thời gian đến viện thăm bệnh nhân thì vẫn có, Nam Cung Thiên Ân nói. Nghe thấy tin Vác Luyến Giao mất trí nhớ, Bạch Ngạn An cũng thầm thở phào trong lòng như Lâm An Nam. Nghĩ đi nghĩ lại, là thiếu phu nhân của nhà Nam Cung, bình thường lại sống chung với nhau, cô ta cảm thấy mình phải đến viện thăm Vác Luyến Giao. Cô ta không hoàn toàn tin tưởng việc Vác Luyến Giao đã mất trí nhớ, chuyến đi bệnh viện này cũng là để thăm dò. Lúc cô ta gõ cửa đi vào, Thẩm Khắc đang bón nước lọc cho Vác Luyến Giao trên giường bệnh. Nhìn thấy cô ta vào, Thẩm Khắc chào hỏi với cô ta xong thì xoay người cầm tay Vác Luyến Giao rồi nói: Đây là chị dâu họ. Chị dâu họ mà anh nói với em ấy. Chị dâu họ? Vác Luyến Giao gần như là run rẩy gọi ra ba chữ này. Hai người nói chuyện đi, em ra ngoài đi dạo chút. Thẩm Khắc gật đầu với Bạch Cảnh An xong thì rời khỏi phòng bệnh. Nhìn sự ngơ ngác trong mắt cô ta và cả thần thái yếu ớt, Bạch Cảnh An cũng yên tâm hơn. Cô ta tiến lên trước một bước, dùng giọng nói vô cùng quan tâm hỏi: Luyến Giao, em thực sự không còn nhớ chị nữa sao? Xin lỗi, không nhớ nữa. Hai mắt Vác Luyến Giao dần đỏ lên, nhưng Bạch Cảnh An lại tưởng cô ta buồn quá muốn khóc, trong lòng ngày càng sung sướng. Cô ta vươn tay nắm lấy lòng bàn tay Vác Luyến Giao, cong môi mỉm cười: Sao em lại không nhớ chị chứ? Bọn mình vẫn luôn thân thiết như thể chị em ruột ấy. Trước khi em bị tai nạn, bọn mình còn đang thi đấu, còn đang chiến đấu. Mới đó mà em đã quên chị rồi, chị buồn quá đi mất. Trong lúc nói, cô ta còn dặn ra mấy giọt nước mắt, dáng vẻ vô cùng đau lòng. Vác Luyến Giao cũng chảy nước mắt, đang yên đang lành bị chọc tức cho chảy nước mắt. Cô ta lật tay nắm chặt lòng bàn tay của Bạch Cảnh An, rưng rưng mỉm cười: Chị cũng đừng quá buồn, em nhất định sẽ khỏe lại, đợi em nhớ ra mọi việc đi. Được, chị sẽ đợi em, nhưng em phải nhanh lên nhá, khỏi nhanh một chút để con ra viện, nếu không thì một mình chị ở trong nhà cô đơn lắm. Em biết rồi. Vác Luyến Giao tức đến mức nghiến răng nghiến lợi, nhưng lại phải cố nặn ra nụ cười cảm động. Bạch Cảnh An nhìn cơ thể cô ta một cái, ánh mắt dừng ở chân cô ta, lại mỉm cười nói: Còn chân của em nữa, giờ trình độ y học phát triển như vậy, nhất định có thể chữa khỏi cho em, đừng có lo lắng quá biết không? Vâng, Vác Luyến Giao run giọng đáp lại rồi nhắm mắt. Sao thế, mệt rồi à? Bạch Ngạn An nhìn dáng vẻ nhắm mắt nghỉ ngơi của cô ta rồi lại mỉm cười.
Mệt rồi thì nghỉ đi, chị không làm phiền em nghỉ ngơi. Nói nhiều như vậy, trong lòng Bạch Ánh An thực ra cực kỳ sung sướng, cuối cùng cũng hài lòng. Cô ta chẳng muốn ở lại thêm một phút giây nào hết, xoay người đi ra cửa phòng bệnh. Cửa phòng bệnh khép hờ, Bạch Ánh An vừa kéo mở thì bị Nam Cung Thiên Ân đứng ở cửa làm cho hết hồn. Anh ấy đến lúc nào? Đứng ở cửa bao lâu rồi? Vừa nãy lời cô ta nói anh nghe thấy hết rồi sao? Bạch Ánh An nhanh chóng nhớ lại lời mình vừa nói. May quá, nếu người không biết chân tướng thì căn bản không nghe ra được ẩn ý của cô ta. Đại thiếu gia, sao anh cũng đến đây? Kinh ngạc qua đi, cô ta nhanh chóng điều chỉnh biểu cảm trên mặt, mỉm cười với anh. Em thì sao? Sao không nghe em nói định đến đây? Em muốn gọi cho anh, mà dù anh bận. Bạch Ánh An xoay đầu nhìn Phác Luyến Giao trên giường nói. Luyến Giao trông có vẻ ổn lắm, em coi như có thể yên tâm rồi. Nam Cung Thiên Ân nhìn theo ánh mắt cô ta về phía giường bệnh, rồi dịu dàng nói với cô ta. Em có lái xe đến không? Nếu không thì anh bảo Tiểu Lâm đưa em về. Không cần, em tự lái xe đến. Vậy em tự chú ý an toàn nhé. Em biết rồi. Bạch Ánh An nhìn vẻ quan tâm của anh, nghĩ một lúc rồi nói. Đại thiếu gia, lát nữa em đi siêu thị mua nguyên liệu nấu ăn cho bữa tối. Tối làm cơm cho anh ăn được không? Em nấu cơm? Nam Cung Thiên Ân hơi nhích mày. Em đích thân nấu cho anh, nên anh nhất định phải nề mặt đó. Vợ ở đích thân xuống bếp, đương nhiên là phải nề mặt rồi. Nam Cung Thiên Ân gật đầu nói. Bạch Ánh An không ngờ anh sẽ đáp sảng khoái như vậy, trên mặt ngay lập tức xuất hiện vẻ hưng phấn. Thật à? Vậy thì tốt quá, giờ em đi mua đồ ăn. Đi đi. Nam Cung Thiên Ân nói. Sau khi nhìn cô ta xoay người đi, nụ cười trên mặt Nam Cung Thiên Ân mới nhạt đi, sau đó đẩy cửa phòng bệnh bước vào. Nam Cung Thiên Ân đến trước giường Phác Luyến Giao, nhìn xuống cô ta, ánh mắt lạnh lẽo. Còn Phác Luyến Giao vừa thấy anh thì nước mắt ngay lập tức tuôn như suối, từ đầu đến chân đều tràn ngập tủi thân và phẫn nộ. Nam Cung Thiên Ân nhìn chằm chằm cô ta một lúc mới dừng dưng nói. Phác tiểu thư, có thể xin cô nói cho tôi biết, trong việc này cô đóng vai trò gì không? Anh họ. Phác Luyến Giao nức nở gọi ra hai chữ. Nam Cung Thiên Ân lại nói tiếp luôn. Nếu không phải có sự phối hợp của tôi thì kế hoạch của cô có thể thành công như vậy sao? Hiển nhiên là không thể. Cho nên tôi rất tò mò, cô làm những việc này rốt cuộc chỉ vì nghĩ cho tôi, hay là còn có mục đích gì khác? Nếu là vì nghĩ cho tôi, vậy sao lại không nói trần tướng cho tôi biết trước, mà cứ phải tốn công tốn sức như vậy để khiến tôi nhận ra trần tướng? Anh họ, em có mục đích gì được chứ? Phác Huyền Giao thu thít nói. Từ trước khi em vào nhà Nam Cung, Thẩm Khác đã nhắc em biệt thự của nhà Nam Cung không được đi lung tung, người nhà Nam Cung không được trêu chọc, việc của nhà Nam Cung không được lo chuyện bao đồng. Nhưng em lại không làm được việc trơ mắt nhìn anh bị hai chị em nhà đó lừa như một gã ngốc, nhìn anh bị tổn thương. Thực ra từ sau khi Bạch Ánh An bế đứa bé về, em đã cảm thấy cô ta có gì đó sai sai. Cành gà trên giường cô ta là em cố ý đổ lên, mục đích là để hai người ở chung một phòng, khiến anh xem thử thái độ của cô ta khi anh phát bệnh. Sau đó em thành công rồi, nhưng anh lại bị mấy câu của cô ta lừa dối cho qua chuyện. Em đề nghị cả nhà đi ra ngoài chơi, cũng là để khiến cho anh có thêm cơ hội ở cạnh hai chị em bọn họ, để anh nhìn rõ bộ mặt thật của bọn họ. Phác Luyến Giao dùng ống tay áo lau nước mắt, tiếp tục nghẹn ngào nói. Nhưng em không ngờ Bạch Ánh An đã phát giác được kế hoạch của em từ sớm, lại còn bẫy lại em, tạo ra tai nạn nghiêm trọng như vậy cho em. Anh họ, nếu ban đầu em nói với anh Bạch Ánh An là giả, anh có tin em không? Nhất định là sẽ không đúng không? Phác Luyến Giao dương dương nhìn anh hỏi. Cô ta không nói với Nam Cung Thiên Ân việc đứa bé, nếu nói với anh thì anh nhất định sẽ tìm con khắp nơi, cho nên cô ta không thể nói. Sau khi Nam Cung Thiên Ân nghe cô ta nói xong thì cười gượng. Như vậy thì mọi việc cô làm đều là vì tôi. Em làm vì nhà Nam Cung, Phác Luyến Giao nói.
Bà lớn tuổi rồi, em không dám nói việc này với bà, sợ bà tức đến ngất xỉu. Việc này đúng là không cần nói với bà. Nam Công Thiên Ân cuối cùng cũng rút tờ giấy trong hộp giấy đưa cho cô ta, rồi nói: đừng khóc nữa, lau sạch nước mắt đi. Phát Huyền Giao nhận giấy ăn lau nước mắt trên mặt, nghẹn ngào nói: anh họ, giờ anh tin mình bị lừa chưa? Có phải anh đang trách em tự làm theo ý của mình không? Không, anh phải cảm ơn em. Nam Công Thiên Ân nói: cảm ơn em khiến anh có thêm cơ hội phát hiện sự khác thường của hai chị em bọn họ. Nếu không phải cô ta tạo cho anh nhiều cơ hội nhìn thấu Bạch Cảnh An đến thế, có lẽ đến giờ anh vẫn đang chẳng biết gì. Thật không? Nước mắt của Phát Luân Giao lại một lần nữa lan dài, nghiến răng nghiến lợi nói: lời cô ta nói vừa nãy anh họ cũng nghe thấy rồi chứ. Giờ cô ta đắc ý lắm. Nếu không phải vì giờ em không cử động được thì em nhất định sẽ tức đến mức bật dậy bóp chết cô ta. Nhưng giờ thì ổn rồi. Nếu như anh họ đã biết cô ta là một kẻ lừa đảo thì chắc sẽ có cách giải quyết riêng. Mà vết thương trên người em cũng đáng. Cô ta nói xong thì lại nhìn Nam Công Tiên Ân rồi nói: anh họ, em rất tò mò. Trong thời gian gần 2 tháng, chẳng lẽ anh thực sự không cảm nhận được gì sao? Nam Công Thiên Ân trầm ngâm một lúc, lắc đầu: không, anh không phải không cảm nhận được. Chỉ có điều anh không ngờ cô ta lại dám làm thế với anh. Nói trắng ra là quá tin người phụ nữ đó. Lúc nói lời này, Nam Công Thiên Ân thậm chí còn hơi có vẻ tự giễu. Hoặc có lẽ là vì tình cảm của anh với cô ta còn quá ít, cho nên mới... Nam Công Thiên Ân cười một tiếng đổi giọng: nhưng em yên tâm, anh sẽ giải quyết ổn thỏa việc này. Phác Luyến Giao gật đầu: nếu anh họ có thể tự giải quyết được thì em cũng có thể yên tâm rồi. Anh họ, em thực lòng yêu Thẩm Khác, em muốn khiến anh ấy sống thật tốt, cho nên vẫn không dám kéo anh ấy xuống nước tham gia vào kế hoạch của em. Đến tận lúc này anh ấy vẫn tưởng tai nạn xe này chỉ là việc ngoài ý muốn, cho nên... Cô ta nức lên một cái, không nói tiếp nữa. Nam Công Thiên Ân lại gật đầu: anh hiểu. Việc đáng xấu hổ như thế này nói ra thì Nam Công Thiên Ân anh cũng mất hết mặt mũi, cho nên anh sẽ không để nhiều người hơn biết việc này, kể cả bà nội và người của hai nhà Thẩm và họ Lâm. Thế thì em yên tâm rồi. Phác Luyến Giao vừa nãy mới bị Bạch Cảnh An chọc cho tức đến đau gan, cuối cùng cũng nở nụ cười. Cô ta còn tưởng Nam Công Thiên Ân căn bản không để ý việc đổi vợ, cho nên Bạch Cảnh An mới dám hống hách xuất hiện trước mặt cô ta như vậy. Đến tận khi Nam Công Thiên Ân nói mấy câu mở đầu với cô ta mới thở phào, cơn giận ngập trong bụng mới dần dần được xả. Thì ra anh nhờ bác sĩ yêu cầu cô ta giả vờ mất trí là có nguyên nhân. Chị, em muốn ăn thịt bò hầm. Tiêu Ý nằm ườn ra cạnh tủ đông lạnh, bàn tay nhỏ chỉ vào miếng thịt bò đã cắt sẵn ở bên trong nói: thịt bò hầm à? Nhưng mà chị làm không ngon bằng ngoài nhà hàng làm đâu. Bạch Tiên Nhiên ái ngại nói: không sao cả, em thích ăn đồ chị nấu. Tiểu Ý, Chu Tuệ ngắt lời cậu bé trách mắng: bà nãy bác sĩ bảo sao? Phải ăn đồ thanh đạm. Chu Tuệ mắng Tiểu Ý xong lại chuyển sang trách Bạch Tiên Nhiên: cả con nữa, đã biết mấy hôm nay bệnh tình của Tiểu Ý không ổn định còn lôi nó đi siêu thị làm gì. Bị mẹ trách như thế, Bạch Tinh Nhiên và Tiểu Ý nhìn nhau cùng là mặt xấu rồi quay người đi khỏi tủ đồ đông lạnh. Bạch Tinh Nhiên vừa xoay người bất ngờ nhìn thấy bóng dáng Bạch Cảnh An xuất hiện trước mặt mình. Bạch Cảnh An đang đẩy xe đẩy, trong xe để các loại nguyên liệu nấu ăn. Cô ta mà cũng biết mua đồ nấu ăn, chắc đây là lần đầu tiên. Bạch Tinh Nhiên không để ý đến cô ta, kéo tay Tiểu Ý lại: Tiểu Ý, chúng ta đi bên kia xem đi. Bạch Cảnh An đẩy xe đến trước mặt cô, chặn đường đi của cô, ánh mắt dịu cợt soi xét cô. Cũng rảnh nhở, còn có thời gian đi mua sắm cơ. Bạch Tinh Yên nhìn cô ta, bình thản buông một câu: chị cũng thế mà. Bạch Cảnh An nhún vai: sao tôi cũng thế được.
Tôi là một người nhàn hạ, không có việc gì để làm. Nhưng mà cô thì khác. Mấy hôm nữa là kết hôn với Lâm An Nam rồi, lúc này nên bận tối mắt tối mũi mới phải chứ. Chu Tuệ đại khái là bị mẹ con nhà họ Bạch dọa cho thành chứng sợ hãi rồi. Nhìn thấy Bạch Cảnh An là muốn chạy, vội vàng đứng trước mặt Bạch Tinh Nhiên rồi nói: chuyện hôn lễ do một tay nhỏ Lâm lo liệu, bọn cô gần như không phải làm gì cả. Anh An à, cháu cứ từ từ đi xem, bọn cô về trước đây. Cô à, nhà cô đừng vội đi thế. Bạch Anh An cười: hôm nay là lần đầu tiên cháu ra ngoài mua đồ ăn, đi nửa ngày mà vẫn không biết nên mua gì. Chỉ bằng mẹ con cô gợi ý cho cháu được không? Phải rồi, hai người chắc là chưa biết nhỉ, cháu và Thiên An thiếu gia đã dọn ra khu biệt thự ven núi ở riêng rồi đấy. Cháu định tối nay sẽ về làm một bữa tối dưới ánh nến, nhưng mà lại không biết phải chuẩn bị bữa tối lãng mạn như thế nào. Biệt thự ven núi quả nhiên là một nơi tốt. Bạch Tinh Nhiên biết nhà Nam Cung có một căn biệt thự ở khu ven núi, hơn nữa còn là căn tốt nhất ở đó. Thảo nào Bạch Cánh An lại cười tươi như vậy. Cô mở miệng nói: xin lỗi, tôi cũng chưa làm bữa tối lãng mạn bao giờ, cho nên không biết phải chuẩn bị gì đâu. Nói xong, cô nắm tay Tiểu Ý đi lướt qua người cô ta. Lúc đi qua người Bạch Cánh An, Tiểu Ý quay đầu lại làm mặt xấu với cô ta. Đồ xấu xa. Tiểu Ý. Chu Tuệ gõ vào đầu cậu bé một cái cảnh cáo. Sau khi ra khỏi siêu thị, ra đến xe, Chu Tuệ cuối cùng cũng không nhịn được hỏi: Tình Nhiên, bà nãy con cũng nghe bác sĩ nói rồi, nói Tiểu Ý tốt nhất phải phẫu thuật sớm, nếu không càng ngày sẽ càng nghiêm trọng. Con biết. Bạch Tình Nhiên xoa đầu Tiểu Ý. Con sẽ cố gắng thu xếp. Thời gian này con chỉ lo đám cưới của con thôi, còn có thời gian mà lo cho em con à? Chu Tuệ không vui lắm, câu này bà ấy đã muốn nói lâu rồi, hôm nay cuối cùng cũng không nhịn được mà nói ra. Bạch Tinh Nhiên hơi kinh ngạc nhìn bà ấy, nói: mẹ, không phải chúng ta đã nói rõ rồi sao? Đợi con và Lâm An Nam cưới xong, con sẽ đưa Tiểu Ý đi phẫu thuật. Rốt cuộc là đám cưới quan trọng hay tính mạng của em con quan trọng? Sáng sớm nay em có bị ngất đấy, con còn có tâm trạng mà làm đám cưới à? Giọng Chu Tuệ nặng hơn. Bạch Tinh Nhiên vô tội, lại thấy hơi khó xử, ôm lấy Tiểu Ý nói: đương nhiên là tính mạng của Tiểu Ý quan trọng rồi, nhưng phẫu thuật cũng cần phải hẹn trước. An Nam đã đặt lịch rồi, 2 tuần sau là có thể làm phẫu thuật. 2 tuần? Thế ý của con là phải làm đám cưới xong rồi đi trăng mật nửa tháng về rồi mới lo cho Tiểu Ý đúng không? Lẽ nào con không sợ đi trăng mật về Tiểu Ý đã chết ở đây rồi à? Được rồi, hai người đừng cãi nhau nữa. Tiểu Ý ngắt lời hai người, bàn tay nhỏ lay lay cánh tay Chu Tuệ. Mẹ, mẹ đừng có trách chị nữa, chị là thương con nhất, sẽ không bỏ mặc con đâu. Nói rồi lại an ủi Bạch Tinh Nhiên. Chị ơi, chị đừng giận, mẹ chỉ là lo cho em thôi. Bạch Tinh Nhiên nhìn Tiểu Ý, khẽ thở dài. Mẹ, vì mẹ và Tiểu Ý, con đã phải nếm trải biết bao nhiêu khổ cực rồi. Nếu như mẹ cảm thấy vẫn chưa đủ thì con không cưới nữa được không? Ngày mai chúng ta đưa Tiểu Ý đến bệnh viện đợi thời gian làm phẫu thuật. Mẹ. Thái độ của Chu Tuệ lập tức ôn hòa trở lại, trên mặt thậm chí còn hiện vẻ áy náy. Tình Nhiên à, xin lỗi con, mẹ chỉ là quá lo lắng cho bệnh của Tiểu Ý nên mới nói những lời đó, con đừng có để bụng nhá. Nghe bà ấy xin lỗi, Bạch Tinh Nhiên cười khổ. Con đã quá quen rồi, dù sao trong lòng mẹ mãi mãi chỉ có một mình Tiểu Ý thôi. Nhưng mẹ yên tâm, trong lòng con Tiểu Ý cũng là quan trọng nhất. Con cũng quan tâm đến bệnh của em ấy giống như mẹ vậy. Trong lòng cô còn có đứa con gái mất tích cũng quan trọng như Tiểu Ý. Nghĩ đến đứa con gái đáng thương của mình, mắt Bạch Tinh Nhiên lại rưng rưng. Sau một hồi dọn dẹp bày biện, Bạch Cảnh An ngắm nghía khung cảnh lãng mạn, cảm thấy ánh đèn chưa đủ ấm áp, thế là đi ra chỗ công tắc điều chỉnh lại ánh sáng. Hoa tươi, rượu vang, đồ tây, còn có cả tiếng đàn dương cầm du dương lãng mạn. Không cần uống rượu, Bạch Cảnh An cũng đã say ngất ngây rồi. Nghe thấy tiếng xe ngoài cửa, Bạch Cảnh An vui mừng vén rèm cửa sổ lên nhìn ra ngoài.
Quả nhiên là Nam Cung Thiên Ân về. Sau khi giao dấu tay với nghệ sĩ Dương Cầm và đầu bếp, cô ta nhanh chóng chạy ra. Cửa ghế lái mở ra, một người đàn ông da đen cao to lực lưỡng bước ra khỏi ghế lái. Bạch Ánh An ngây ra một lúc. Người da đen đó đi đến ghế sau mở cửa, nói bằng tiếng Trung không được chuẩn cho lắm: Thiên Ân thiếu gia, đến nơi rồi. Nam Cung Thiên Ân bước xuống từ ghế sau. Bạch Ánh An nở một nụ cười tươi rói, chạy đến ôm lấy cánh tay anh. Đại thiếu gia, anh về thật đúng lúc. Bà xã lần đầu tiên vào bếp, sao anh có thể chậm trễ được? Nam Cung Thiên Ân đưa bàn tay to lớn đặt lên mu bàn tay của cô ta, cười vui sướng. Đi thôi, cho anh xem bất ngờ em đặc biệt chuẩn bị cho anh ngày hôm nay. Bạch Ánh An khoác cánh tay Nam Cung Thiên Ân đi vào trong phòng. Lúc đi qua người da đen kia, cô ta bất giác nhìn anh ta một lần nữa, rồi ghé sát vào người Nam Cung Thiên Ân, bé tiếng hỏi: Anh ta là ai thế? Tài xế mới của công ty. Nam Cung Thiên Ân cười nói: Sao lại thuê người da đen như thế? Nhìn phát sợ. Người da đen cơ thể khỏe mạnh, dễ làm việc. Nam Cung Thiên Ân lấy tay véo má cô ta: Sau này em sẽ hiểu. Được rồi, chỉ cần anh thấy tốt là được, dù sao cũng lái xe cho anh mà. Bạch Ánh An nói, cô ta chẳng thèm để tâm ba cái chuyện lặt vặt này. Nam Cung Thiên Ân lướt nhìn một vòng quanh căn phòng khách được Bạch Ánh An trang trí lãng mạn, nghiêng đầu cười nhẹ với cô ta: Anh còn tưởng em sẽ nấu món Trung chứ, không ngờ lại là món Âu. Lúc đầu em cũng định làm món Trung, sau đó thì nghĩ đồ Âu lãng mạn hơn. Dù sao đây cũng là lần đầu em làm bữa tối, nhất định là phải làm cho đáng nhớ. Bạch Ánh An ôm chặt lấy người anh, áp vào lòng anh cười nhẹ: Sao thế, công thích à? Đương nhiên là thích. Nam Cung Thiên Ân gật đầu, cúi xuống hôn lên trán cô ta: Chúng ta có thể ngồi vào chỗ chứ? Đương nhiên là được. Bạch Ánh An kéo anh ngồi xuống bên bàn ăn dài, còn bản thân thì ngồi đối diện, cầm chai rượu vang trên bàn nói: Bữa tối nay tuy rằng không phải do một tay em làm, nhưng mỗi công đoạn em đều tham gia vào. Kể cả rượu vang cũng là em đích thân chọn từ trong hầm rượu của bố em ra. Anh thử xem vị thế nào. Được. Nam Cung Thiên Ân cầm đi rượu vang lắc nhẹ với cô ta, từ từ nếm một ngụm rồi khen: Không tồi, uống rất vào. Thật không? Thế nhớ uống nhiều vào nhá, chúng ta hôm nay không say không nghỉ. Bạch Ánh An cười híp mắt: Được. Nam Cung Thiên Ân phóng khoáng đồng ý. Những món ngon của bữa tối lần lượt được bưng lên, món nào cũng tinh tế đến mê hồn. Bạch Ánh An nhìn Nam Cung Thiên Ân cắn một miếng bít tết cho vào miệng, liền hỏi: Ngon không? Ngon. Em cũng ăn đi. Nam Cung Thiên Ân gật đầu, nhân tiện cắt một miếng đưa ra trước mặt cô ta. Bạch Ánh An há miệng đón lấy, ăn xong miếng bít tết thì cười khanh khách: Món này là đích thân em chọn nguyên liệu đấy. Để cảm ơn sự chuẩn bị vất vả của em tối hôm nay, anh mời em một ly. Nam Cung Thiên Ân cầm ly rượu lên lắc lắc với cô ta. Bạch Ánh An nôn nóng muốn chuốc say anh, át sẽ không từ chối cạch ly rượu với anh, sau đó uống một ngụm. Trong tiếng nhạc du dương, bữa tối của hai người diễn ra rất lãng mạn mà ấm áp. Bạch Ánh An thậm chí còn to gan mời Nam Cung Thiên Ân nhảy, mà Nam Cung Thiên Ân cũng không từ chối. Bạch Ánh An vui sướng trong lòng. Lúc bài hát kết thúc, Bạch Ánh An dừng chân áp vào lòng Nam Cung Thiên Ân, thở gấp. Sau đó lấy từ trên quầy bar một ly rượu vang đã chuẩn bị trước, đưa lên miệng Nam Cung Thiên Ân đút cho anh uống. Nam Cung Thiên Ân buông mắt nhìn rượu vang trong tay cô ta, phóng khoáng uống hết một nửa chỗ rượu vang xong, đẩy nửa còn lại vào miệng cô ta, ghé tai thì thầm khêu gợi: Cưng à, một mình anh uống thì có ý nghĩa gì chứ? Chúng ta cùng uống. Hơi thở của anh phả vào vành tai Bạch Ánh An, cảm giác tê dại trong trước mắt lan khắp cơ thể cô ta. Cô ta giống như bị thôi miên vậy, hoàn toàn không khống chế được bản thân mà há miệng uống hết nửa ly rượu còn lại. Nam Cung Thiên Ân đặt ly rượu xuống bàn, dịu dàng nói bên tai cô ta: Có muốn ăn thêm một chút nữa không? Được ạ. Bạch Ánh An cười đáp trả anh, hai người cùng ngồi về vị trí.
Bạch Cảnh An nhìn Nam Cung Thiên Ân ngồi đối diện qua ánh nến. Dưới ánh nến, một nửa mặt nghiêng của anh bị ẩn trong bóng tối, nhìn còn sắc nét hơn là nhìn dưới ánh nắng mặt trời, càng gợi cảm mê người. Không biết là do vẻ đẹp trai của anh mê hoặc, hay là vì nửa ly rượu ban nãy, cô ta lại thôi thúc muốn lập tức lao lên cùng anh mây mưa một trận dã rời. Ly rượu ban nãy là do cô ta chuẩn bị từ trước, hơn nữa còn cho rất nhiều thuốc, bởi vì sợ Nam Cung Thiên Ân nhìn thấu nên cứ kéo dài đến khi anh hơi say và không có ý thức phòng bị đưa cho anh uống. Dù chỉ là nửa ly, cô ta nghĩ tối nay anh cũng chạy không thoát. Tối nay anh nhất định phải thuộc về cô ta. Nghĩ tới đây, cô ta không nhịn được mà cười yểu điệu. Sao thế? Chuyện gì mà vui thế? Ánh mắt Nam Cung Thiên Ân nhìn xuyên qua ánh nến, dịu dàng như nước. Không có gì, được ăn tối lãng mạn với đại thiếu gia nên vui ấy mà. Bạch Cảnh An đứng dậy khỏi ghế, xoay người đến trước mặt Nam Cung Thiên Ân, ngồi lên đùi anh rồi quàng cánh tay mảnh khảnh qua cổ anh, hôn lên môi anh. Đại thiếu gia, chúng ta làm gì tiếp theo nhỉ? Cô ta cảm giác được toàn thân mình đang dần dần có thay đổi, càng lúc càng dạo dực. Cô ta tin là Nam Cung Thiên Ân cũng đã bắt đầu thay đổi giống như cô ta, bởi vì lượng rượu anh uống cũng bằng cô ta. Em muốn làm gì? Nam Cung Thiên Ân đưa một tay lên, tháo chiếc đai eo váy ngủ của cô ta ra. Đầu ngón tay nhẹ nhàng tháo, bộ váy ngủ bằng lụa từ trên vai cô ta tuột xuống, thân hình gợi cảm ngay lập tức hiện lên trước mắt anh. Bên trong cô ta mặc một bộ đồ lót gợi cảm mua ở trung tâm thương mại, phòng không nhà trống bao ngày, hôm nay cuối cùng cũng được dùng đến nó rồi. Nam Cung Thiên An nhìn cơ thể mê người của cô ta, đôi môi lướt qua má, rồi đến bên tai cô ta ấm áp thì thào. Tối nay khó khăn lắm mới tranh thủ được thời gian ở với em. Em định báo đáp anh thế nào đây? Anh muốn em báo đáp thế nào? Bạch Cảnh An ngồi trong lòng anh thở gấp, khát vọng trong người càng lúc càng mãnh liệt. Em phải phục vụ anh cả đêm nhé. Vâng. Bạch Cảnh An gần như sốt sắng đến đỉnh điểm, cô ta mong còn không được ấy. Thế lát nữa chúng ta chơi thế nào nhỉ? Ở đây à? Phòng khách? Trên giường? Hay là phòng ngủ? Hay là em ở đâu cũng được. Bạch Cảnh An dính chặt người vào anh, nụ cười rạng rỡ như hoa. Nam Cung Thiên Ân bật cười nói, anh đâu có khỏe như thế. Bạch Cảnh An đưa tay vuốt ve khuôn mặt anh, hôn lên môi anh. Khỏe? Em tin là anh khỏe. Thiên Ân thiếu gia. Nói rồi cô ta cúi đầu hôn sâu hơn. Nam Cung Thiên Ân quay khuôn mặt đẹp trai sang một bên, sau đó liền bế cô vào phòng ngủ. Anh không bật đèn, nhẹ nhàng đặt Bạch Cảnh An lên giường, đồng thời cắn nhẹ vào vành tai cô. Cưng ơi, ngoan, đợi anh một lát. Ánh sáng trong phòng khách chiếu vào, khuôn mặt hai người ẩn hiện mờ ảo. Bạch Cảnh An gật đầu, cơ thể dạo dực gần như đã che lấp tất cả các giác quan của cô ta, cảm giác như chỗ nào trên cơ thể cũng mềm nhũn. Sau khi Nam Cung Thiên An đi ra ngoài, cô ta một mình nằm trên giường thở gấp, cuộn tròn, miệng líu díu nỉ non. Thiên An, em muốn anh. Anh mau quay lại đi. Thiên An. Mãi đến khi cánh cửa phòng ngủ được mở ra, rồi lại được đóng vào, cô ta đã khao khát đến mất lý trí rồi. Cô ta bỏ dậy khỏi giường, cứ thế lao thẳng về phía anh, không nghiêng không lệch lao thẳng vào lòng anh. Cơ thể đầy nam tính thuôn dài và rắn chắc lại càng mê hoặc cô ta đến chí mạng. Giây tiếp theo, cô ta bị đẩy đến góc tường, đôi môi và cơ thể cùng lúc mất đi tự do. Lưng của cô ta bị áp mạnh vào bức tường lạnh lẽo đằng sau, nhưng mà cô ta thích. Nam Cung Thiên Ân một mình lái xe rời khỏi khu biệt thự ven núi. Chiếc xe đi khá chậm bởi vì anh vốn không có điểm đến. Thái dương li ti mồ hôi, hơi nóng trong cơ thể, thậm chí cả bầu không khí lạnh nhất cũng không xua tan đi được. Anh hít sâu một hơi, hạ tất cả cánh cửa ô tô xuống. Trong xe bỗng chốc tràn ngập gió lạnh từ xung quanh tràn vào, phả mạnh vào chiếc áo sơ mi và mái tóc của anh. Ấy vậy mà nó cũng không thể khiến hơi nóng trong cơ thể anh giảm đi. Một câu chửi bực bội phát ra từ miệng anh. Trong lòng nghĩ, người phụ nữ đó rốt cuộc cho bao nhiêu thuốc, mới nửa ly đã khiến anh không chịu nổi. Nếu như mình anh uống hết cả ly thì chắc là không ra được khỏi cửa biệt thự mất. Mà nhiệt độ cơ thể càng lúc càng tăng, hoàn toàn không có dấu hiệu giảm xuống.
Anh đạp phanh dừng xe lại bên đường, ngón tay dài nắm chặt lấy vô lăng. Người phụ nữ đáng ghét. Mà lúc này người cũng uống một nửa ly rượu là Bài Cảnh An cũng đã được giải tỏa, cuối cùng cũng được thỏa mãn. Người đàn ông đằng sau quả nhiên cũng tận hưởng như cô ta. Từ phòng ngủ đến phòng khách, phòng ăn rồi lại về phòng ngủ, giờ lại chuyển đến địa điểm về giường. Bạch Cảnh An đã bắt đầu nũng nịu xin tha. Thiên Ân, có thể dừng lại một lúc không? Lời khẩn cầu của Bạch Cảnh An vẫn chưa nói hết, người đàn ông đằng sau vẫn để ngoài tai. So với lúc ban đầu từng tế bào của cô ta đều tràn ngập dục vọng, thì bây giờ cô ta đã bắt đầu cự tuyệt cảm giác này. Từ lúc bắt đầu cho đến bây giờ đã trôi qua đủ 2 tiếng. Chán cô ta đột nhiên không cẩn thận và phải công tắc đèn. Ánh đèn huỳnh quang le lói, rồi cả phòng ngủ bừng sáng. Lúc cô ta mở mắt ra, phát hiện bản thân đang ôm một cơ thể đen nhẹm, hết hồn kêu lên một tiếng, đồng thời đẩy người đàn ông trong lòng ra, cơ thể cũng lùi ra sau. Anh! Bạch Ánh An sững sờ, nhìn chằm chằm người đàn ông da đen trước mặt. Sao có thể là anh ta? Chuyện gì đã xảy ra? Người đàn ông này lại không phải là Nam Cung Thiên Ân, mà người trước mặt là người đàn ông da đen sao? Nhìn người đàn ông chỉ gặp một lần ở trước mặt, sắc mặt Bạch Ánh An dần chóng bệch. Người đàn ông này, cô nhớ, chẳng phải là tài xế mới của Nam Cung Thiên Ân hay sao? Nhưng tại sao lại là anh ta? Tại sao? Nam Cung Thiên Ân đâu? Rõ ràng là đích thân Nam Cung Thiên Ân bế cô vào phòng ngủ, đặt lên giường mà. Tại sao? Bạch Ánh An trừng mắt nhìn anh ta một hồi lâu, mới run rẩy thốt lên một chữ. Anh! Hi, tôi là Johnson. Anh trai da đen nở nụ cười thật tươi với cô ta, liếc mắt ngắm nhìn thân hình tuyệt đẹp của cô ta. Bạch tiểu thư không chỉ có thân hình đẹp, kỹ thuật cũng là tốt nhất trong những người tôi từng gặp. Sau này chúng ta có thể thường xuyên chơi với nhau. Anh! Khốn nạn! Cút đi cho tôi! Bạch Ánh An lúc này mới ý thức được bản thân không một mảnh vải, túm lấy cái chăn bên cạnh che người, nhớ nhác giống lên với anh ta. Tại sao lại là anh? Nam Cung Thiên Ân đâu? Anh ấy đâu? Công ty sát giờ có việc gấp, nên Thiên Ân thiếu gia phải đi. Bảo tôi vào thông báo cho Bạch tiểu thư một tiếng. Ai ngờ Bạch tiểu thư lại... Do Sen nhún vai với cô ta, nét mặt không hề hổ thẹn. Là Bạch tiểu thư, cô tự ôm lấy tôi chứ. Nếu như tôi cứ từ chối thì chẳng ra thể thống gì cả đúng không? Ai biết tôi là ai không? Bạch Ánh An tức giận đến mức muốn đạp anh ta một cái xuống giường, nhưng cô ta nhất thời không có sức, không thể không ngồi xuống. Josen lắc đầu. Phụ nữ của Thiên Ân thiếu gia quá nhiều, tôi không thể biết hết được. Tôi là vợ của anh ấy, anh có biết anh vừa mới làm gì không? Nếu như để Thiên Ân thiếu gia biết anh làm nhục vợ anh ấy nhất định sẽ băm vằm anh ra. Còn không mau cút đi. Bạch Ánh An tức điên lên. Josen vẫn giữ vẻ không quan tâm, nhún vai theo thói quen. Hôm nọ có tiểu thư họ Hà cũng nói là vợ của Thiên Ân thiếu gia. Có điều Hà tiểu thư so với Bạch tiểu thư còn kém xa. Tôi vẫn thích Bạch tiểu thư hơn. Josen nói rồi giật tấm chăn trên người Bạch Ánh An rồi kéo cô ta ra khỏi góc giường. Bạch Ánh An sợ hãi, liều mạng hô hoán vùng vẫy. Cô ta vừa tức vừa sợ, cũng không biết vì sợ quá hay tức quá mà nước mắt trào cả ra. Cô ta không thể nào ngờ được một đêm vốn dĩ vô cùng tuyệt vời lại biến thành bộ dạng như bây giờ. Cô ta nhắm mắt lại, cắn môi, nước mắt tuôn từ khóe mắt ra càng nhiều hơn. Bạch Tinh Nhiên nhìn đồng hồ trên tường, nói với Lâm An Nam đang chơi điện tử với Tiểu Ý. An Nam, muộn rồi, anh nên về nghỉ đi, mai còn phải đi làm. Lâm An Nam đặt tay cầm chơi game điện tử xuống, nhìn cô cười nói. Sao thế? Đuổi tôi về à? Đã 10 giờ rồi, đuổi anh về cũng là bình thường thôi. Bạch Tinh Nhiên kéo anh ta từ dưới đất dậy, đẩy ra phía cửa. Cho dù anh không muốn nghỉ ngơi thì Tiểu Ý cũng phải đi ngủ. Chị có để anh rể cho vẽ một lúc nữa đi. Tiểu Ý bò từ dưới đất dậy kháng nghị. Không được, bác sĩ nói em phải ngủ sớm, dậy sớm thì mới tốt cho sức khỏe. Bạch Tinh Nhiên nói. Lâm An Nam đi tới, xoa đầu Tiểu Ý. Đúng rồi, chị nói đúng đấy, em nên đi ngủ sớm đi, rồi dậy sớm, mà anh rể lại sang chơi với em có được không? Được ạ. Thì anh rể về trước đây. Tạm biệt anh rể. Bạch Tinh Nhiên tiễn Lâm An Nam đến cửa thang máy. Thang máy đến, Lâm An Nam một tay ấn nút giữ thang máy,
Một tay vòng qua eo Bạch Tinh Nhiên kéo cô vào lòng, cúi đầu hôn lên trán cô một cái, cười nhẹ nói: "Vậy tôi đi trước đây, em ngủ sớm đi nhé." "Được, đi đường cẩn thận." Bạch Tinh Nhiên gật đầu. "Chắc chắn rồi." "Mau vào đi." Bạch Tinh Nhiên lấy ngón trỏ chỉ vào cửa thang máy đã mở ra. Lâm An Nam bỏ cô ra đi vào trong thang máy. Thang máy đi thẳng một mạch xuống tầng 1. Vừa hay anh ta nhìn thấy Nam Cung Thiên Ân một tay chống vào tường, một tay kéo khuy cổ áo sơ mi, trên trán lấm thấm mồ hôi. Lâm An Nam không ngờ sẽ gặp anh ở đây, ngây ra một lúc rồi quan sát anh, lịch sự hỏi một câu: "Anh họ, anh không sao chứ?" Nam Cung Thiên Ân ngước mắt lên nhìn anh ta, trong đáy mắt cũng ánh lên vẻ bất ngờ, cố gắng nở một nụ cười với anh ta: "Tôi không sao." Sau đó anh cất bước đi vào trong thang máy. Cửa thang máy từ từ đóng lại. Lâm An Nam đứng ngây ra ở hành lang thang máy một lúc mới đi ra ngoài.